Nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 419. Cút cho ta. Cái gì? Một tiếng gầm mà đẩy lùi chúng ta ư? Các ngươi nghe không hiểu tiếng người hả? Gọi người mạnh nhất bên phía các ngươi ra gặp ta. Rác rưởi, cút. Ặc. Đạo hữu, sao ngươi tức giận thế? Hôm nay là sinh nhật của ta. Sinh nhật vui vẻ. Vì, người của Vân Hoang các ngươi đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của ta, còn đánh chó của ta. Phí tổn thất tinh thần, phí phá hỏng bữa tiệc, phí thuốc thang và cả phí đi đường cả đi lẫn về của ta, tất cả đều không thể thiếu. Ngươi muốn như thế nào? Cắt đất, bồi thường. Tinh, ông lão thần bí. Dù sao ta cũng không phải ma quỷ gì, không đòi nhiều. 20 chí bảo và 5 cân linh căn là đủ rồi. Bữa tiệc sinh nhật của một con chó. Đòi bồi thường. Còn muốn linh bảo và cắt đất. Hải Chi Lan. Con chó này lẽ nào từ xa tới để kể chuyện cười hà? Thật nực cười, xem ra người của Vân Hoang chúng ta đã bị xem thường. Không ngờ ngươi đã bị bọn ta bao vây nhỉ? Thánh nhân A. Thánh nhân B. Thực lực của con chó này không thể coi thường, không thể sơ là nữa, dốc hết sức mình, đã hiểu. Vừa rồi tại bọn ta sơ ý, nhưng bây giờ có tiên thiên chí bảo gia trì. Chó con, chịu chết đi. Đúng rồi, ta muốn chí bảo như thứ trên tay các ngươi. Được. Ầm ầm, xem ngươi có thể đỡ được không? Hay à. Ầm, chí bảo này dùng lực lượng thế giới huyễn hóa, ẩn chứa lực lượng của thế giới Vân Hoàng, uy lực vô cùng tận. Nữ oa, ngươi lùi lại trước đi, được. Bước vào thiên mệnh la bàn, kiếp này đừng hòng ra ngoài. Phụt. Thực lực mạnh nữa cũng sợ pháp bảo. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một con súc sinh, không hiểu đạo lý này. Rẹt 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 rẹt, rắc rắc. Yên tĩnh. Đồ khốn kiếp, dọa lão tử giật mình. Bây giờ mới dãy ruộng, ngươi không cảm thấy muộn rồi sao? Ông lão vô danh, soạt, để đề phòng, không thể để nó ra ngoài. Phập. Đó là, có sự phù hộ của thánh nhân cấp thiên đạo, con chó này coi như xong đời rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.